Đắk Nông xem xét thông qua báo cáo tổng kết chỉ thị số 35 của bộ chính trị. Tỉnh ủy Đắk Nông tổ chức hội nghị công bố quyết định của ban bí thư về công tác cán bộ. Công an tỉnh Đắk Nông tổ chức trao thưởng nóng cho các đơn vị có thành tích xuất sắc trong truy bắt hai đối tượng cướp giật tài sản. Đó là những thông tin chính có trong chương trình tin tức Đắk Nông ngày hôm nay, 27 tháng 2. Ngay sau đây, Mời quý vị và các bạn đến với những nội dung chi tiết của chương trình. Thưa quý vị và các bạn, ngày 27 tháng 2, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Nông khóa 12, nhiệm kỳ 2020 đến 2025 tổ chức hội nghị để xem xét thông qua báo cáo tổng kết chỉ thị số 35 ngày 30 tháng 5 năm 2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng thực hiện chỉ thị số 35, các cấp ủy đã chủ động, kịp thời tổ chức quán triệt đầy đủ các nội dung theo yêu cầu, quy định. Công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng các cấp được thực hiện nghiêm túc, bám sát quy định, hướng dẫn của trung ương. Tỉnh Đắk Nông đã chỉ ra những hạn chế, nguyên nhân và rút ra 8 bài học kinh nghiệm trong thực hiện chỉ thị số 35 về tổ chức đại hội đảng các cấp. Trong đó, đối với công tác nhân sự cần bảo đảm đúng quy trình, dân chủ, khách quan, công tâm, công khai minh bạch theo phương châm làm từng bước chặt chẽ, từng việc cụ thể, từng nhóm chức danh từ thấp đến cao, bảo đảm thận trọng, kỹ lưỡng, làm đến đâu chắc đến đó. Ngày 27 tháng 2, tỉnh ủy Đắk Nông tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Bí Thư về công tác cán bộ. Theo quyết định số 1132, ngày 2 tháng 2 năm 2024, Ban Bí Thư Trung ương Đảng chỉ định Đại tá Nguyễn Thanh Liêm, Giám đốc Công an tỉnh tham gia Ban chấp hành Đảng Bộ tỉnh. Ban Thường vụ tỉnh ủy Đắk Nông, nhiệm kỳ 2020 đến 2025. Đồng chí Ngô Thanh Danh, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Nông, trao quyết định của Ban Bí thư, tặng hoa chúc mừng đại tá Nguyễn Thanh Liêm. Sáng 27 tháng 2, Hội chữ thập đỏ tỉnh Đắk Nông tổ chức cấp phát tiền đợt 2 thuộc dự án viện trợ quốc tế khẩn cấp để hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả sau lũ quét năm 2023 cho người dân huyện Tuy Đức đơn vị đã hỗ trợ tiền mặt có điều kiện để phục hồi sinh kế và sửa nhà đợt 2 cho 120 hộ dân của huyện Tuy Đức, thuộc các xã Đắc Búc so 57 hộ, xã Quảng Tâm 31 hộ và xã Quảng Trực 32 hộ bị ảnh hưởng do mưa lũ trong năm 2023 vừa qua. Tổng số tiền hỗ trợ trong đợt này là 300 triệu đồng, trong đó 100 hộ được hỗ trợ phục hồi sinh kế với số tiền 2 triệu đồng một hộ, 20 hộ được hỗ trợ sửa nhà với số tiền 5 triệu đồng một hộ. Sáng 27 tháng 2, tại xã Quảng Khê, Ủy ban nhân dân huyện Đắk Long, tỉnh Đắk Nông tổ chức khai mạc giải bóng truyền Nam, nữ mừng Đảng, mừng Xuân Giáp Thìn năm 2024. Giải đấu có 200 vận động viên tham gia gồm 10 đội bóng truyền Nam và 8 đội bóng truyền nữ đến từ các xã, cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện Đắk Long. Các đội thi đấu theo thể thức vòng tròn chia bảng tính điểm, chọn hai đội nhất nhì bảng vào thi đấu vòng tiếp theo. Giải đấu là sân chơi để các vận động viên có cơ hội thể hiện tài năng thể thao cũng như trao đổi, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau. Giải đấu nằm trong chuỗi sự kiện chào mừng kỷ niệm 20 năm ngày tái lập tỉnh Đắk Nông ngày mùng 1 tháng 1 năm 2004 đến ngày mùng 1 tháng 1 năm 2024. Dự kiến giải đấu sẽ diễn ra đến hết ngày 28 tháng 2. Ngày 26 tháng 2, Công an tỉnh Đắk Nông tổ chức trao thưởng nóng cho các đơn vị có thành tích xuất sắc trong truy bắt hai đối tượng cướp giật tài sản. Trước đó, ngày 23 tháng 2 năm 2024, nhận được tin báo của người dân về việc bị hai đối tượng cướp giật tài sản, Công an thành phố Giang Nghĩa, phối hợp các đơn vị liên quan, Công an huyện Tuy Đức, Công an xã Đắc Ngò tổ chức truy bắt các đối tượng. Chỉ trong vòng 5 giờ từ khi nhận được tin báo, lực lượng Công an phát hiện, bắt giữ Trần Văn Thông sinh năm 1988, chú huyện Quảng Sương, tỉnh Thanh Hóa, và Phạm Đức Tài sinh năm 1999, chú huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng khi đang di chuyển trên địa bàn xã Đắc ngò hướng về tỉnh Bình Phước. Lực lượng công an thu giữ hai dây chuyền vàng, trị giá khoảng 50 triệu đồng, hai xe mô tô và nhiều công cụ liên quan. Đến đây, thời lượng dành cho chương trình đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Mọi chi tiết, quý vị và các bạn liên hệ với chúng tôi qua điện thoại đường dây nóng hoặc địa chỉ fanpage quen thuộc của chương trình. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.